Những năm gần đây, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định có gần 50 hộ làm nghề sơ chế mực xà. Hoạt động sơ chế mực xà diễn ra từ tháng 4 đến tháng 8 hàng năm. Mực xà tươi được người dân xẻ ra, rửa ruột sạch sẽ trước khi cho lên giàn, đưa ra phơi nắng. Tuy nhiên, đa số các cơ sở sản xuất mực xà nơi đây đều xả thải trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nuôi trồng thủy sản bao nhiêu điều đứng, đã chết bao nhiêu gì có nước mực đưa ra. Từ con tôm đến con cá đến ốc hương, cứ đổ mãi hàng năm 3-4 năm rồi. Trước phản ánh của người dân, ngành chức năng huyện Phù Cát phối hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bình Định lấy mẫu nước thải của các cơ sở chế biến mực xà ở xã Cát Khánh kiểm tra, phân tích. Kết quả cho thấy, nước thải từ các cơ sở chế biến mực xà có các hàm lượng chất gây ô nhiễm cao, vượt xa tiêu chuẩn cho phép. Mong cho các cấp khi cục càng nhanh càng sớm bao giờ này. Bây giờ là ô nhiễm mà hiện giờ cái vô hương đây là ung thư là bừng hết 70 rồi. Để khắc phục tình trạng này, huyện Phù Cát đã có nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng, hội đoàn thể đến từng cơ sở sản xuất mực xà để tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân chấm dứt việc sơ chế mực xà gây ô nhiễm môi trường, ban hành nhiều quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. Tuy nhiên, tình hình ô nhiễm vẫn không được cải thiện. Không chỉ riêng các cá là huyện nó vào cuộc rất là quyết liệt, từ bao không tuyên truyền vận động là làm rất là quyết liệt. Đó là yêu cầu họ là cần thiết để cần đào tạo nghề, chuyển đổi nghề như thế nào đó. Là cũng làm gì họ yêu cầu ta có thể là yếu tố mà đây tiếp chuyển đổi nghề, nhưng mà họ không có đây thì đơn giản là không đây. Những ngày cuối tháng 8 vừa qua, để giải quyết dứt điểm tình trạng sơ chế mực xà gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân xã Cát Khánh đã đồng loạt ra quân thu gom, tiêu hủy vỉ, giàn phơi mực tại các khu vực đất công cộng trên địa bàn xã. Sau 2 ngày ra quân, các lực lượng chức năng đã tiến hành thu gom và tiêu hủy hàng trăm dụng cụ dùng để phơi mực. Với sự quyết liệt vào cuộc của chính quyền địa phương, hy vọng vấn đề ô nhiễm tại khu vực trên sẽ chấm dứt trong thời gian tới.